Tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhiều người dân và thú cưng của mình đang đổ xô đến tham gia các cuộc đua chó đường mòn được Let's Dog tổ chức. Người sáng lập tổ chức này cho biết, các sự kiện thú cưng đang ngày càng thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Đối với nhiều người tham gia, các cuộc đua này không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là cách để tăng cường sự gắn kết giữa họ và thú cưng của mình. Ban đầu, tôi chỉ đến phòng tập và chạy bộ để giảm cân. Nhưng từ sau khi tôi bắt đầu nuôi một chú chó, việc tập thể dục với chú chó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Các cuộc đua chó tại đây đang thu hút trung bình hơn 100 người tham gia mỗi lần. Thời gian tới, tổ chức này đang có kế hoạch tổ chức thêm nhiều cuộc đua mới cho nhiều giống chó phổ biến tại Trung Quốc như Samoy và Corgi. Ban đầu, chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức loại hình sự kiện thể thao này cho con người. Tuy nhiên hiện nay, từ góc độ thương mại, chúng tôi cho rằng mô hình đua thú cưng là một nguồn thu nhập mới tốt hơn. Thị trường này hiện đang bùng nổ. Theo một cuộc khảo sát của công ty chiến lược và nghiên cứu Aperture China, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc nhìn chung vẫn ảm đạm trước sự suy thoái kéo dài của lĩnh vực bất động sản và sự bất ổn của kinh tế vĩ mô, thì thị trường thú cưng và thể thao đều đang là những điểm sáng tại Trung Quốc. Theo ước tính chính thức, thị trường thể thao ngoài trời của Trung Quốc dự đoán sẽ đạt doanh thu trị giá khoảng 241 tỷ nhân dân tệ, tương đương 33 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, thị trường thú cưng trong nước của quốc gia này đạt giá trị 279 tỷ nhân dân tệ, tương đương 39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường thú cưng tại Trung Quốc đang cho thấy khả năng phục hồi và khả năng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo một báo cáo được thực hiện vào năm 2023, gần 80% người nuôi thú cưng ở Trung Quốc có dấu hiệu duy trì hoặc tăng mức chi tiêu cho thú cưng sau đại dịch COVID-19.